Em xin khẳng định á, Việt Nam mình á chưa có cây táo tàu nào mà cao và khủng như thế này luôn. Lần này thì vườn về được khoảng tầm 10 cây táo tàu cao to và khủng như thế này. Trước khi về Việt Nam thì nhà vườn đã kiểm định về chất lượng cây và cây chuẩn giống nha quý bà con. Vừa về tới Việt Nam cách đây tầm 2 tuần thôi mà cây đã trổ lộc lên cả nhà. Đây là lá non mọc rất là nhiều luôn, cây vô cùng khỏe nha. Thân cây phải nói là chắc nụi nè, không có hề bị mục luôn. Thế cây thì rất đẹp, phải tuyển chọn trong 100 cây á thì mới chọn được những cây thanh thoát và cao trên 1 mét như thế này. Một năm thì táo tàu ra trái khoảng một mùa. Đây là cái loại trái to, không có phải là trái táo tàu nhỏ như ngoài chợ bán đâu nha cô bác. Dòng này thì cho trái chất lượng rất là cao, chắc thịt nè, cơm dày, hạt lại còn nhỏ nữa. Chọn cây ở nhà vườn Khánh Võ thì quý vị sẽ được tư vấn kỹ lưỡng cũng như được giao hàng tận nơi đến nhà của quý khách hàng. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.